Là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng thân trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm, tôi Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát ha dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dù em cũng không chị ạ. Đúng rồi, chia sẻ của chị Vân Khánh nào. Thực ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lấy, cách ngân cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đích cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em giả thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Dương Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Dương Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ và cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó. Và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng. Em đẹp như một công chúa. Em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh. Là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay, đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay. Cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, cảm ơn giám đốc âm nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em hôm nay với chị. Giọng của em là tuyệt vời. Thank you.
có chút bối rối chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ rất dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc, và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, và để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Có chút thương nhớ, có chút thương, có chút bối rối, có chút bối rối, có chút yêu dấu tình ai. Người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi, để cho lòng thân mến. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng hay làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều, em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình, và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa, thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Em mãi yêu
Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Em chào bốn vị khách mời ạ. Và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Phương Diễm Huyền. Xin chào Phương Diễm Huyền. Thật sự cái giọng bạn rất là hay quý vị, bởi vì cái giọng nó ấm, nó trầm mà vừa đẹp nữa chứ. Đó thì chị chúc mừng em có bài biểu diễn tốt ngày hôm nay. Em cảm ơn chị chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn và chị Ngọc Liên đã có phần trình diễn ăn ý với nhau. Phải nói là em có cái bản lĩnh sân khấu và thực sự là em tỏa sáng với cái bài hát này. Từ trang phục, từ ngoại hình cho đến cái chất giọng và cái phong cách của bản thân em, nghĩ là em đã thể hiện được rất là tròn trịa cái phần của mình. Em phải cảm ơn chị Ngọc Liên rất là nhiều, bởi vì chị Ngọc Liên hát bè rất là chuẩn. Hỗ trợ em rất là nhiều. Chúc mừng hai chị em một phần trình diễn đẹp. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Đặc biệt thì thích cái giọng mà hát của em á, nó có một cái sự khắc khoải, rất là có nội tâm. Phải nói thật sự là như thế. Ngoài ra chị Liên là một cái sự bùng cháy đúng với cái chất của chị Liên ra rồi, thì em cất cái giọng em hát nó lên, nó hay lắm. Nó có là một cái tem giọng hoàn toàn khác, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc này. Đặc biệt là cái đoạn sau nữa, cao trào lên điệp khúc, thì chị Liên đã hỗ trợ em tối đa. Và chúc mừng cho em đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Cảm ơn bạn. Chị Vân Khánh, bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nói khích lệ, động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất xinh đẹp. Áo đỏ kìa anh. Nếu mà bên tài tử thì người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng em rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho nên tiếc vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ nay ta cho nhau lời cuối. Làm sao anh làm quên. Ngồi chờ 3 ngày rồi mà không chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày rồi. Dễ thương. Em ơi, em đừng có giận anh vậy mà. Tại hôm qua anh đi kể chút xíu rồi mà. Chia tay xa nhau từ đây, chấm dứt không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Lời sẽ không ướt đi. Em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình yên nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng.
đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên nhau trong qua mâu cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh biết mà. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi. Em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm duyên ai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần cuối nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa. Giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giang Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giang Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giang Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò. Dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên. Là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long. Là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em. Cái bài hát này thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á. Cách diễn xuất của em với Long rất là hòa hợp, mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Em sẽ cảm ơn là hay quá, Giáng Tâm không có phân tâm. Giáng Tâm, Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình. Rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á. Chị phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộn không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này có nhã chữ á, rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ.
Nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường, mẹ xin nắm trầu nhộn áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em. Tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Thanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin được gửi tới lời chào tới bốn vị khách mời cùng MC Bình Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn, hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có ba người nam hát, không có ai hát cái giọng này trơn cũng lo, đúng không? Hên quá. Hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó, thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh á, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Vì từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long ạ. Bất ngờ,
có một cái giọng bass với người Việt Nam mình thì giọng baritone bass nó rất là hiếm và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu. Nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là một, đúng là một chàng trai sắp đi lính. Và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái á, là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. À, xin một câu nữa được không ạ? Tại vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hơi hướng dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa. Người ta như người ta nói là như là nhai nuốt đĩa luôn. Rất hay. Cảm ơn Bách rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong thì mời em cà phê nha. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời để dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Xa nhau dù trong ký ức trong những khung hình nơi xa còn say dưỡng nhau những nhiệm màu
chọn quên hết anh, chọn nhớ thật nhiều rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời còn mình nhắm mắt không nói một lời, lại được thấy mùa hè ta gặp nhau. Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy. Bến tình yêu
chiều thuyền vẫn còn ra đi ôm trọn niềm thương, thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu, tình đâu là tình âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu người tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly, nhấn phím A. Thanh Tùng, chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu các khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp, bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ, và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó thôi, say mê lắm, tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, mà. Rất rõ nét. Nhưng rất, mà không vì thế giọng bạn lu mờ mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng. Còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa, và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giọng mạo. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là
Thanh Tùng. Chúc mừng Thanh Tùng. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại Song Ca Giấu Mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi Song Ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Sống nâng không có chuyến đò
để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhang bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên gian bầu. Mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Thế nào tia nắng cũng lớn trên gian bầu. Mẹ trồng cha và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương lúa Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, sao sẵn chớn cho chị nói luôn. Chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến đó, nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê, và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Em cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng, hát dân ca Nam Bộ không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa.
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hai cái vui của đó, là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác làm sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa, nghĩa là chưa. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu hát mỏi, nghe hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác. Em rất là bất ngờ, rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Chưa từng có những phút lìa xa,
dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu khuôn mặt trên vai anh góp hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới bốn quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, gửi lời chào Bạch Công Khanh cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng, bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu, cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần, ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Ngày dạ. Hay vậy? Bây giờ đối thử đi anh Vũ, anh Dũng nhớ được chương trình đó là gì không? Cái sự kiện gì xảy ra ngày hôm đó vậy em? Ở đó là Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy anh Dũng là khách mời tới tham dự chương trình tại bệnh viện, và Ngọc Vũ được chọn để hát chung với anh Dũng ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà được song ca với anh Dũng, cũng như là từ cái lần đó đã tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê trên con đường ca hát của Ngọc Vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Dương, hy vọng là lần sau mình hát chung không phải 10 năm nữa. 10 năm hát chung nhau một lần là bị hiếm. Ủa Vũ ơi, Vũ à, cho chị hỏi là em đến Bệnh viện Tai Mũi Họng và với cái tư cách trong hôm đó là sao? Dạ, xin được chia sẻ là Ngọc Vũ hiện tại đang là bác sĩ gây mê ở khoa phẫu thuật Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị nghĩ là chỗ nhìn em giống như chị tưởng tượng đến Trả Nợ Tình Xa, nghĩ đến rêu phong đồ này nọ, những quằn quại rốt, mà hôm nay em hát chân tình. Có một cái điều mà chị khen ở đây á, là em á, khi mà em hát với anh Dũng á, em rất là biết cách, là có nghĩa là cả hai cùng nương tựa vào nhau, biết khi nào mình phải hát và khi nào mình phải nương qua lại, bè qua lại. Và hôm nay anh nghĩ sẽ là một cái kỷ niệm đẹp, một cái kỷ niệm rất đẹp nữa của hai anh em, bởi sự kết hợp với nhau ở ca khúc này. Và em phải thật sự em phải cảm ơn Hồ Trung Dũng rất là nhiều, bởi vì anh Dũng đã nép lại một xíu và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Dạ. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Gió chiều chẳng thể ghé qua
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Tuy đây là tiết mục song ca nhưng chúng ta sẽ chấm điểm dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của các người chơi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu.
cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện để biết nhiều hơn về cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Bạch Công Khanh, chào các anh chị khách mời, chào các anh chị, các bạn có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em tên là Thùy Linh, đến từ Quảng Ngãi. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Khanh xin chào Thùy Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh mời chị Khánh Ngọc trước. Ngọc thấy là Thùy Linh hát rất là điềm đạm, mặc cho người kế bên hoặc là xung quanh nhoi ơi là nhoi, nhưng mà Linh vẫn rất là điềm đạm, xử lý ca khúc rất là nhẹ nhàng mà giọng không hề mỏng nha, giọng rất là dày. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Không biết Hồ Trung Dũng nghĩ sao? Anh ấn tượng những cái luyến của em làm cho anh gợi nhớ đến một ca sĩ rất là thích, đó là chị Như Quỳnh. Như Quỳnh, đúng, nó giọng dày. Cũng cái sự bén trong cái giọng đó. Và anh rất là nể phục khi mà những câu luyến đó của em nó cực kỳ là chuyên nghiệp, cực kỳ là mượt. Nó vào tai, nó vào lòng mình lắm. Mời chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Cái cách em hát, cái cách nhả chữ, cách em xử lý bài hát Giấc Mơ Cánh Cò này, anh thấy một cái rất là riêng của em. Và bên cạnh đó phải cảm ơn Duyên Quỳnh. Ở giọng em có một cái độ bay, cái độ bay nhẹ nhàng ở trên, thì bé Linh có một cái sự vững chãi nền nã. Hai bạn có hai cái giọng kết hợp với nhau ở trong ca khúc này đã tạo nên một ca khúc rất là đặc biệt với anh. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Và mùa đông lạnh lùng buồn xa, nơi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho tan những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những say. Muốn trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thơ. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trắng xóa cho tâm tư những tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sẽ sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến.
giấc mơ này. Ta yêu em trong những cơn say, muôn trời ân ái, mình hãy sống buông lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này. Cho hết đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Một tiếng hồn rất tuyệt vời. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cảm ơn Hồ Trung Dũng vì đã hỗ trợ rất là hết mình trong tiết mục này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái rất là xinh đẹp. Xin chào bạn. Xin chào anh Khanh cũng như là tất cả các quý vị khách mời đang có mặt trong chương trình cũng như là tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đồng Diệu Ly. Hôm nay em có mặt đây em rất là vui khi được song ca cùng với... Em rất là bất ngờ khi được song ca cùng với anh Dũng. Anh Hồ Trung Dũng ơi, anh nghĩ sao về tiếng hát này? Ly là một cô gái khi mình hát chung mình cảm giác là rất là nội lực, rất là năng lượng. Hát chung với cổ không biết khi nào cổ sẽ hát cái khúc nào hết trơn á. Cứ thở vừa hát. Cho nên là Ly cứ đứng nhìn ba vị kia, còn Dũng cứ đứng nhìn Ly như thế này. Nhưng mà đó chính là cái trải nghiệm rất là đặc trưng cho chương trình này. Hai đứa lên đây hoàn toàn là ngẫu hứng, sẽ có lúc thành công nhiều, có lúc thành công ít hơn một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hai đứa hiểu nhau hơn, biết cá tính của nhau hơn. Và rất là muốn, thực sự trong tương lai rất là muốn được hát song ca với Ly ở những sân khấu chuyên nghiệp khác. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc. Đúng là thật sự ra là ngày hôm nay á, là chị thấy là Diệu Ly á, có nghĩa là bạn bước qua cái vùng an toàn của bạn. Đó, cho nên là khi mà bạn kết hợp với anh Dũng á, bạn muốn tạo điểm nhấn nhưng mà thấy được cái sự bản lĩnh của bạn. Khi mà có những cái tình huống thì bạn xử lý rất rất là tốt. Đây là một cái tiết mục mà phải nói là có sự bứt phá trong cái giọng hát. Thì các anh không phải là anh buồn gì hết, nhưng mà anh thấy tiếc ở một cái điểm là đây là một người mà mình có thể làm được rất nhiều thứ nếu mình có thể tập trung với nhau trước. Mình Mạnh Quốc Đại ạ. Anh rất là bất ngờ với Diệu Ly bởi vì anh đã làm việc chung với Ly rồi. Ở một cái dòng nhạc dân ca. Dân ca và em cũng hát rất là ngọt ngào. Mà hôm nay em hát ca khúc này thì thật sự là anh cảm thấy cái năng lượng của em nó hợp hơn người dân ca rất là nhiều. Và thật sự hôm nay là cái năng lượng của em đem tới chương trình rất là tốt. Và anh nghĩ là đây là một tiết mục tốt. Cảm ơn anh Quốc Đại ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Xin mời. Thật sự nãy giờ em ngồi đây á, em không có thấy là Ly có một cái tâm lý gì là đi thi hết. Đúng rồi. Dạ, tại vì em cảm nhận được là sự thăng hoa của cả hai người trên sân khấu. Đây là một tiết mục đối với em nó là rất thăng hoa. Khi mà hai người nghệ sĩ đứng trên sân khấu á, hay nhất là mình có thể thả được hết những cái cảm xúc của mình vào bài hát. Và mình nghĩ là đối phương của mình cũng có thể đón được những cái đó của mình. Em rất là thích cái phần cảm xúc. Em rất rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và các khách mời còn lại. Trong son đã nuôi lòng ước mong.
phương giờ chồng ta cùng tác biển đông. Hò lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ hò lơ. Thank you.
quý vị khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bắt đầu bình chọn. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Quốc Đại cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Châu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Em chỉ để ý một chi tiết thôi anh. Dạ, con bé nó hát mà nó cứ quay qua. Dạ, anh chào chú. Dạ, chú con hát nha. Đó, kiểu vậy đó anh. Liên tục luôn anh. Đây là lễ phép. Dạ. Trời ơi, đi đâu cho thiếp theo cùng mà hổn cái là quánh liền. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh. Thế còn chị Khánh Ngọc thì sao? Hôm nay cái tiết mục này nó quá dễ thương, nó nhẹ nhàng. Có một cái sự nền nã, một cái sự trong trẻo đáng yêu của cô gái Ngọc Châu. Và cái sự dìu dắt của anh Quốc Đại rất là tuyệt vời à. Cảm ơn chị rất Khánh Ngọc ạ. Thế còn Hồ Trung Dũng thì sao? Anh có gặp một cái áp lực nào sau khi xem xong 3 tiết mục song ca không? Thực ra là không, tại vì là đây là tiết mục đầu tiên. Nãy giờ mình không có yếu tố là cưa cẩm ở đây. Cái sự vững chắc của em cũng như là phong thái của em nó rất là làm cho mình rất là dễ chịu, và đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em, nó rất là tỏa nắng, rất là sáng sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng cũng như là các khách mời còn lại. Ngày mai
với vợ chồng. Nữa thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu chào về anh. Mình nhé. Chào tất cả ban khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long. Xin chào các bạn. Anh xin chào anh Duy Long. Cho Khanh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh, nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ. Ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu là cũng khớp, nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu rồi hợp quá thôi, hết khớp luôn. Khi mà ảnh bước xuống thì em thấy phong thái của ảnh rất là tự tin. Và khi trong khi mà ảnh hát đó, ảnh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á, phải là một người đã đi hát nhiều rồi á. Em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh. Mình tưởng mình hộp cái kia, đúng không? Dạ. Hộp cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ. Đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý chung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung, nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn ạ. Không nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, hơi đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó. Mình không có khe nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh. Và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc là tỏ ra mong manh như thế này. Thôi tỏ ra mong manh thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên tụi mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Này, chị chúc mừng em. Màn trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ? Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống, là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn. Nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người, và cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn. Thì thôi em
tặng nhau, thì xin hãy cho nhau một lời để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao. Trời. Thưa quý vị, tuy đây là tiết mục song ca, nhưng phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với chị Khánh Ngọc. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca của khách mời và người chơi hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Xin chào chương trình, xin chào các anh chị khách mời và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Trời, giọng giống MC dễ sợ. Yeah. Bạn dạ vâng, em tên là Đỗ Quốc Hương, em đến từ Bình Dương. Hiện tại thì em đang là phóng viên, phát thanh viên. Truyền cảm. Mặc dù là hai người không có biết nhau và không có thấy được nhau, nhưng mà khi mà bước xuống thì thấy là từ trang phục nè, rồi xong rồi tự nhiên cái bè bối, nói chung là bạn, có nghĩa là bạn chắc bạn yêu thích ca khúc này Phố Hôn, cho nên là lúc mà cho nên lúc mà hát á, là lúc mà bè đó tiện thấy nó, chị cảm thấy giống như là chị đang được hát một phiên bản mới, nó rất là hòa quyện với nhau. Và chị xin cảm ơn em đã yêu mến ca khúc Vườn Trăng Khóc, và em hát rất là chị cảm thấy rất là hay và rất là tình cảm. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các chia sẻ của khách mời. Giờ Nhật Tinh Anh là bây giờ Nhật Tinh Anh là hay ở nước ngoài. Đúng rồi. Thì Ngọc có thể suy nghĩ về partner này. Dạ, partner có thể mình có thêm một cái hát ở Bình Dương rồi xong rồi lén lén ngồi ké làm MC ké nữa. Ngọc ơi, nãy giờ anh xem tiết mục này anh thấy Duyên Quỳnh ngồi dưới. Trời ơi, sao mình không được hát chứ, mình chọn trước rồi, trời ơi. Anh Đại à, thấy rõ ràng luôn. Anh Đại lúc đó anh biết khi mà Dần Trăng Khóc vang lên mà khi bạn Nam bước xuống, anh Đại biết em hát sao không? Tiếc cho tôi, thích cho người. Dạ, thích cho người. Dạ, em chúc mừng chị Ngọc. Hôm nay chị Ngọc chọn được một bạn nơi quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và anh Quốc Đại. Thế anh Hồ Trung Dũng anh nghĩ gì ạ? Em hát rất là chắc. Sân khấu cũng rất là vững, em di chuyển trên đó và em ngay phản ứng rồi tương tác với lại chị Ngọc rất là chuyên nghiệp. Và thực sự là mở màn chương trình ngày hôm nay, đây là một cái bạn song ca rất tuyệt vời. Tiết mục đầu tiên rất tuyệt vời. Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ
dại khờ. Cho điều dại khờ. Em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết anh sẽ những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Và em biết anh sẽ quên hết anh sẽ những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và đó là tiết mục song đấu của Vũ Đức Mạnh và Hải Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Hải Phương thì nhấn phím A và Vũ Đức Mạnh thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Chúng ta vừa mới được xem trình diễn một cái tiết mục không hề có tập trước. Đây là một màn collab, phải gọi là không có lời nào bàn nữa. Anh thật sự phải ganh tị. Anh ganh tị vì tụi em có một cái tiết mục quá xuất sắc. Và anh cũng ước gì anh được biểu diễn như vậy. Cái tiết mục này là đúng là bắt mắt, mắt nghe luôn. Chúc mừng hai em đêm nay thật là tỏa sáng. Bây giờ là sự may mắn thôi à, chứ hai người là cũng là 9-10 rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết mục này cũng rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sự ăn ý của hai bạn. Cũng như là Vũ Đức Mạnh, đây không phải là dòng nhạc sở trường của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng một cái nghĩa cử rất là đẹp khi mà nhường cho Hải Phương để chọn ca khúc của Hải Phương. Không biết anh Nam Cường thì nghĩ sao? Cường là vô tình chọn trúng hai bạn, có hai giọng ca rất là tuyệt vời và lọt vào đến cái vòng cuối cùng như vậy. Đó là một cái sự may mắn của bản thân Cường, rất là may mắn. Khi hai bạn biểu diễn trên sân khấu với hai giọng ca hay thì tạo thêm một tác phẩm tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Và thật sự cảm thấy hạnh phúc với tiết mục này của hai bạn, chúc mừng hai bạn. Phải nói rằng đây là một cái sự hòa quyện tuyệt vời. Và biết đâu sau cái chương trình này thì hai em có thể kết hợp với nhau, một đôi song ca ăn ý với nhau về ngoại hình lẫn về giọng hát luôn. Chúc mừng các em. Cảm ơn chia sẻ của anh Đại Nghĩa và các khách mời còn lại. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để theo dõi kết quả. 51% và 49%, nghĩa là có một người giành được 51% và người còn lại là 49%. Và ai sẽ là người chiến thắng? Đó chính là người nhận được 51%, thưa quý vị. Trời ơi, thả biến cả anh. Và giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay là người đã song ca với anh Nam Cường,
Đúng không? Hải Phương. Chúc mừng Hải Phương là giọng hát giành chiến thắng của Sông Ca Dấu Mạ. Và đã mang về cho mình giải thưởng 10 triệu đồng. Cả hai tiếng hát này đều đã song ca với anh Nam Cường và chúc mừng anh Nam Cường một lần nữa. Và bây giờ sẽ là Sóc Sờ Bay, Sóc Trăng, thưa quý vị. Bà con cô bác ơi, em tới nữa rồi đây. Tuần trước là Út Mén dắt em đi thăm các tỉnh miền Tây. Nhưng mà trong số những cái tỉnh mà em đi qua có một cái nơi rất là ấn tượng, đó chính là Sóc Trăng. Anh em 83 xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, bà con cô bác. Dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ưu ta. Sản cũng như là những nơi đẹp tuyệt đẹp của Sóc Trăng. Và để là một người hướng dẫn giúp cho mọi người biết rõ hơn về vùng đất này, xin giới thiệu người em của tôi. Mời em trai xuống đây nào. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn. Sóc Sờ Bay bòn tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rập bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mời bà con cô bác đứng lên, nhảy cùng với anh em tụi em nào. Hey. Hey. Đẹp quá trời đẹp. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ư ta. Đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê già điệu múa lâm thôn. Sóc Sờ Bay bòn tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhờ rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhựa rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau.
giờ sẽ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Phải bấm chữ A thôi các bạn ơi. Có bài nào mà vừa ca vừa múa như vậy không? Đó. Bấm chữ A giùm cho em. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Khanh, chào tất cả các anh chị cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Trần Thanh Điện và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Công việc hiện tại của Điện là gì nè? Dạ, hiện tại thì em là một hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của ba vị khách mời còn lại khi xem tiết mục này. Em không những có một giọng hát hay mà em còn có một giọng nói rất rất là hay. Khi em cầm em micro em nói chuyện, em đối đáp với anh Đại Nghĩa với lại anh Bạch Công Khanh, anh nghe được giọng của em không có bị mờ, bị chìm vô giữa hai người. Em có tiếng nói sân khấu, em có học về cái đó đúng không? Dạ không ạ. Dạ trước đó thì trước giờ em cũng chưa có từng học về thanh nhạc cũng như là về một khóa MC nào hết. Cái này là bản năng thôi. Ngày xưa thật sự là em cũng định là học nhạc viện. Nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là tại vì trong nhà của em, gia đình của em chưa có ai học đại học hết. Và hầu như là làm bằng những cái nghề tay chân như là nghề nông. Thì lúc đó thì em lại, khi mà em đặt cái bút lên để mà em ký vào cái giấy tuyển đại học đó, thì lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói là thôi, mình chắc là mình sẽ học một cái nghề nào đó để kiếm tiền trước đã. Và sau đó thì mình hả phát triển về cái đam mê của mình. Thật ra cái giọng hát của bạn rất là ngọt ngào, Cường nghe Cường rất là thích luôn á. Và không biết bạn có ý định để có thể phát triển hơn, lấn sân vào ca hát hay không? Bởi vì bạn hoàn toàn có khả năng. Thì không biết bạn có ý định đó không? Dạ có, đây là một cái đam mê từ nhỏ của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã gọi là cũng đã đạt được cái những cái công việc như ý của mình rồi. Và bây giờ bắt đầu em dần dần chuyển sang lại cái đam mê của mình. Và em cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội để mà có thể phát triển lên một cái con đường chuyên nghiệp hơn. Anh cũng mong là qua chương trình này cũng sẽ là một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn nữa nha. Chị cũng đồng tình với em là bây giờ với cái giọng này của em á, thì em nên phát triển. Bởi vì khi em hát lên thì thật sự cái giọng của em á, nó không có một cái kỹ thuật gì hết, nhưng bù lại nó hát tự nhiên, thoải mái. Giống như em nói là em làm nghề du lịch hướng dẫn viên vậy đó. Giống như em hát, giống như em nói, em giới thiệu cho mọi người vậy. Cho nên em hát em không có phải nghĩ là hôm nay là thi hay gì hết. Em hát với hết cái khả năng của em và em hát nhẹ nhàng, thoải mái. Và đó chính là điểm thành công của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Trời đất ơi, số bấm một 7. Bây giờ sẽ là pha dấu cuộc tình. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa xôi. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, kiếp đau thương người ơi. Đi rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn may sắm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối di vãng, tương lai mịt mù. Bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ.
về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mây sáng theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối di vang, tương lai mịt mù. Bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mưa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, em ơi mình đành vỡ tan. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm mơ này đã phai tàn, cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ. Một rất tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả nhớ dành tình cảm yêu thương cho em cũng như anh Vũ nha quý vị. Thời gian đã hết, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, trước tiên thì em xin được chào 4 vị khách mời, cũng như là anh Nguyễn Đình Vũ, cũng như là MC chương trình anh Bạch Công Khanh. Em là Lưu Quốc Việt, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, nhưng mà quê hương của em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Lẽ ra hồi nãy á, lúc mà Việt hát là anh rớt nước mắt rồi. Bởi vì cảm xúc quá, tự nhiên quay qua dòm tới em một cái giọt nước mắt nó thụt ngược ra vô nha. Cái gì vậy trời, bên đây người ta đang hát say đắm truyền cả bên đây cái mặt. Anh ơi, cuộc tình xưa thì em phải làm em diễn giải thôi thôi. Mây sáng nắng kéo nhau về là mình phải sao? Mình thì phải đó, làm mây về buồn liên nó thì phải như nhờ, vậy. Thì nhờ em làm như vậy thì cuộc tình em mới thành cuộc tình xưa đó em. À biết không? Nghe cái giọng của Việt hát mình thấy nó đầy đặn, nó hay và nó đầy cảm xúc và nó bắt miết, mặc dù hát cái tông thấp nhẹ như vậy, trầm như vậy, rất là hay, cái giọng của em rất là đẹp mà gặp cái bài này anh cũng thích nữa. Tại vì chị thấy em bước xuống em có cảm giác như cái mặt em rất là lo, chị cũng nghĩ là không biết cậu này có giọng hát có hát được hay không. Thì khi mà em đã điều chỉnh được cái mặt của em và bắt đầu cảm xúc của em vô cái thì em cất lên cái giọng hát của em, rồi chị nói là bé này hát hay quá và chị chúc mừng cái phần trình diễn của em.